Chào mừng các bạn đến với chương trình Nhật ký du học. Chào em có khỏe không ạ? Chào anh. Dạ. Rất vui được gặp lại anh. Dạ. Hôm nay mình nói đề tài gì em? Hôm nay thì em nghĩ có một cái câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh ở Việt Nam hỏi. Thì thực ra không có câu hỏi nào gọi là ngu ngơ hết. Dạ. Đúng không? Có những cái câu nhưng rất là buồn cười. Mình cứ nghĩ là buồn cười nhưng thực tế đó là cái câu mà người ta quan tâm. Dạ. Đó là con tôi muốn đi học hay là tôi muốn đi học ở Canada thì cần cái gì? Những câu hỏi rất là chung. Anh nghĩ cái câu hỏi đó thật ra rất là hay. Tại sao là tại vì đâu có biết gì về Canada nhiều đâu anh. Mà hơn nữa có rất nhiều người về từ Canada về nói anh nghĩ cũng không đúng nữa. Dạ. Thành ra không phải là ngu ngơ, không phải là general mà rất là thực tế. Dạ. Mình muốn cho con mình đến Canada phải cần những cái điều gì? Dạ. Dạ. Cảm ơn em đã chia sẻ nhưng mà anh nghĩ đây rất là bổ ích. Dạ. Dạ. Cái này là cái điều kiện gọi là tiên quyết. Dạ. Tại vì để mà tránh cho những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra thì em trả lời ngay luôn. Và cái chuyện là cái điều kiện đầu tiên. Dạ. Đầu tiên là tiền đâu? Tiền đâu? Đi du học mà. Du học là... mà đây là du học tự túc. Rất dễ nhớ. Đầu tiên, tiền đâu? Đúng, phải có tiền. Dạ. Trước mắt là phải có tiền. Dạ. Thì tiền bao nhiêu là tùy theo cái chương trình học. Dạ. Nhưng nó có một cái con số tối thiểu. Dạ. Ví dụ em đơn cử, thứ nhất có hai cái khoản tiền mà nó nặng nhất. Dạ. Đó là học phí. Thì học phí mà các cái em ở Việt Nam hay qua đây du học đó, người dạ. ta học cái bậc gọi là cao đẳng đó, cao đẳng nghề đó. Dạ. Thì trung bình một năm là 15.000 đô Canada. 15.000 đô Canada cho một năm cao học, cái là cao đẳng một trường năm cao đẳng. Dạ, dạ. Cao đẳng còn nghề. Đại học thì sao em? Đại học thì nó sẽ cao hơn. Dạ, phải bao nhiêu cao hơn? Nó cao hơn thì trung bình nó khoảng cỡ 20.000 đô. Dạ. Tùy theo chương trình và tùy theo cái trường nữa. Ví dụ như vào đại học Toronto. Dạ. Đó là trường danh giá trên thế giới đó thì dĩ nhiên học phí nó rất là cao. Ok. Dạ. Dạ, nhưng cái lựa chọn mà thường gặp nhất. Dạ. Thường có nhất giữa các cái sinh viên của Việt Nam đó là học cao đẳng nghề. Thì cứ tính trung bình là 15.000 đô Canada. Coi như việc đầu tiên mà theo anh nói rất là đơn giản là phải có tiền. Thì dạ. tiền học thôi các bạn là khoảng 15.000 đô. 15.000. Dạ. Có những chương trình là 17.000 nhưng em lấy cái mức trung bình là 15.000. Thì cứ nhân đi cứ nhân ra cho đô của Canada một đô là bằng 17.500 hay là 18.000 gì đó. Việt Nam là cứ nhân lên là thành ra là mấy trăm triệu rồi. Yeah. 200 mấy triệu. Rồi cái thứ hai, một cái khoản tiền mà tương đối lớn. Yeah. Cũng tương đương với học phí một năm, đó là tiền thuê nhà, chi phí ăn ở, đi lại đó, rồi là chi tiêu lặt vặt, nói chung là ăn ở, sinh hoạt, đi lại. Thì cái khoản đó nó ở Canada thông thường người ta tính mà mức tối thiểu á, cho một du học sinh và thuê một cái phòng đơn đó và ăn uống và đi lại thì thấp nhất là 10.000 đô Canada. Nhưng mà thông thường là nó trên cái đó chứ không có dưới đâu. Tại vì mình phải đi tiệc tùng ấy, sinh nhật bạn bè rồi đôi lúc mình phải tham quan này nọ thì nó sẽ sinh ra một cái khoản khác. Vậy thì anh có thể tóm tắt như vậy nè. Cái điều kiện đầu tiên để mình đóng học phí học là khoảng 15.000. 15.000 trung bình. Còn những chi phí để mà theo chương trình học á, khoảng 15.000 nữa. Dạ đúng rồi, cộng chung lại thì cứ 30.000 đô. Khoảng 30.000 đô cho 1 năm nha các bạn. Cho 1 năm. 1 năm thôi chứ không phải là cả chương trình học nha. Nếu mà chương trình học 3 năm, 2 năm, 5 năm thì phải nhân lên. Thì trung bình là 30.000 đô. 30.000 đô Canada trên 1 năm. Như vậy nếu mà chương trình 2 năm thì cứ nhân lên là 60.000 đô. Dạ. Đó. Rồi mình đây là không nói tới cái khoản có thể là sinh viên sang rồi đi làm thêm này nọ. Theo hợp pháp á, thì có thể kiếm lại được một ít để phục vụ cho chi phí. Nhưng mà cái đầu tiên nhất là chính phủ Canada người ta quan tâm là người ta không xét tới cái chuyện là đi làm thêm để kiếm thu nhập. Mà người ta xét ngay từ lúc đầu là anh phải đủ tiền để sinh hoạt và đóng học phí. Như vậy là các bạn ơi, các bạn đừng nghĩ là các bạn qua đây rồi các bạn đi làm có tiền đỡ tốn. Không, cái chuyện mà 30.000 cho một năm là mình phải có cái đã. Dạ, còn bắt buộc phải đi làm nó có những lực lệ ràng buộc đúng không? Không phải là muốn làm bao nhiêu làm đâu, thì
hy vọng là anh với em mình sẽ làm một hôm, video hôm khác. Hôm nào mình sẽ nói về cái chuyện là đi làm thêm rồi là đi làm thêm mà chính thức theo quy định của của chính phủ á. Đó. Thế tại vì em vì sao nó là phải bắt buộc phải có cái tiền đâu là vậy? Tôi như đó, là tiền đâu? Khoảng 30 ngàn một năm. 30 ngàn một năm, 2 năm là 60 ngàn. Cao đẳng thôi các bạn, còn nếu mà đại học hay là học master giống như anh Tuấn Hòa thì chi phí nó có giống như em một năm, một năm học phí 14 tháng đó là năm em học 25.000 đô. Dạ, nó khác nhưng mà nó trung bình, tại vì hiện nay Việt Nam mình qua đây học hệ cao đẳng rất là nhiều, cho nên anh Tuấn Hòa đây nói là trung bình thôi các bạn nhé. 15.000 cộng với 15.000 ăn ở chi phí là khoảng 30.000 cho một năm. Rồi, đó là cái vấn đề đầu tiên là tiền. Cái thứ hai, có tiền chưa chắc đi được. Tại vì với cái lượng du học sinh mà tràn vào Canada thì dĩ nhiên cái mục đích cuối cùng của người ta đó 95% trở lên là muốn định cư. Cho nên là chính phủ người ta cũng có những cái ràng buộc nhất định. Giống bây giờ thì những cái chương trình mà học gọi là đi học cao đẳng đại học thì cái đầu vào gọi là của các trường mà yêu cầu á là phải có tiếng Anh. Thì tiếng Anh một là IELTS, gọi là cái chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Rồi hoặc là TOEFL nếu mà theo bên hệ thống của Mỹ. Thì Canada chấp nhận luôn cả IELTS và TOEFL. Thì IELTS bây giờ đó thì có cái dạng bây giờ gọi là SDS, chương trình mà người ta hay gọi là chứng đi du học không chứng minh tài chánh á. Không chứng minh tài chánh là tại vì để nó đỡ mất công phải rườm rà chứng minh cái nguồn gốc tiền. Thì người ta có một cái ngạch khác, nhưng mà một cái khắc khe hơn, có nghĩa là người ta yêu cầu đầu vào tiếng Anh là IELTS phải 6 chấm. Mà academic nha, tức là IELTS học thuật á, nó khác với cái IELTS định cư. Thì mà ngặt thêm một cái nữa là không có kỹ năng nào dưới 6 điểm. Có nghĩa là nghe, nói, đọc, viết cộng chung lại là phải 6, chia đều ra là phải 6 điểm. Nhưng không có một cái kỹ năng nào trong 4 kỹ năng đó dưới con 6 thì nó mới được. Tức là trung bình là 6 nhưng mà các kỹ năng đều phải trên 6 hết. Đúng rồi, trên 6 thì đó là một cái điều kiện nữa bắt buộc thì mới lọt được, gọi là cái xin được cái study permit là cái cái visa du học. Ok, Quang xin tóm tắt lại. Điều kiện đầu tiên là phải có tiền. Có tiền không chưa đủ. Phải có tiếng, có về ngôn ngữ. Gọi là có tiền và có tiếng. Có tiếng là tiếng Anh. Tức là về ngôn ngữ đó các bạn. Mình phải qua một kỳ thi. Kỳ thi đó điểm trung bình phải là 6 điểm. Thì Quang Lâm cũng được biết em có một cơ sở để mà chuyên rèn luyện với em để qua đây tại Việt Nam đúng không em? Dạ đúng. Hôm nào mà cái việc mình nói về cái này đó cho chính cái cơ sở của em luôn đúng không? Thì tại vì ở Việt Nam thì em là chuyên đào tạo gọi là chuyên luyện cho những cái em này đã đủ cái điểm IELTS đó để mà đi du học. Dạ. Anh còn có một câu hỏi nữa, nhưng mà chắc chắn là mình có nhiều người ta nói đến qua đây để luyện IELTS thì có lần anh trả lời là không nên đúng không? Tại vì ở đây cũng không nên là xét theo cái khía cạnh là ví dụ về tài chánh rất là nặng. Học tiếng Anh nó vẫn rất là nhiều tiền ở đây. Thì nhiều lắm. Có dịp nào khác mình nói, bây giờ mình trở lại vấn đề là thứ nhất là có tiền, cái thứ hai là phải ngoại ngữ. Rồi còn cái gì nữa không em? Cái quan trọng nữa có nghĩa là cái tâm lý chuẩn bị, cái này mới là quan trọng. Tại vì có rất nhiều em có tiếng Anh tốt, nhà cũng có tiền, cũng cho đi học, nhưng qua đây thì không có thích nghi được. Có nghĩa là cái tâm lý người ta chuẩn bị chưa kỹ, tâm lý của các em này chuẩn bị chưa kỹ. Có nghĩa là người ta cứ cái viễn cảnh trước khi đi du học và cái thực tế khi sang đây nó rất là khác nhau. Là Quang được biết mấy em hay liên lạc nhau bằng qua Facebook, media. Canada đẹp, hiền hòa, nhiều hình ảnh đẹp, đi chơi rồi áo quần rồi quá trời luôn. Thì em có viết những cái bài đó gọi là giống như là bị vỡ mộng. Tại vì cái thực tế mà những cái em mà đang đi du học ở Canada, người ta đưa lên trên cái mạng xã hội trên Facebook thì người ta khoe nè, đi ăn nè, ăn thì chụp hình cho đẹp, và phải dùng cái kỹ thuật để mà chỉnh sửa hình ảnh, chụp hình lá phong mùa thu, rất là lãng mạn. Mà người ta đâu có biết nữa, lá phong bên này tới mùa cũng quét cũng gần chết luôn. Lạnh. Rồi là tuyết chụp lên rất là lãng mạn, là tuyết nó rơi xuống rồi là tung tuyết này nọ, thật ra nó rất là lạnh, mà có khi nó té do mà gãy chân gãy tay cũng chừng.
Thì những cái thực tế này á, là ở Việt Nam là người ta nghĩ một cách, người ta nghĩ như thế này nó đẹp, nhưng mà tới lúc người ta sang đây tuyết nó là một cái trở ngại khá lớn vào mùa đông. Đối với dân ở đây không có dễ đâu, đi bị té, đi trễ xe buýt. Thật sự con người mình á, với cái nhiệt độ dưới 0 độ C là không thể là chịu đựng được. Mình phải nghị lực lắm á, phải nghị lực, nhưng không phải áo quần bận không, phải nghị lực lắm. Mà nhất là những em mới qua phải đi xe bus cho mới nói nha, không đâu có phương tiện xe cộ đầy đủ đâu. Rồi nhiều khi bớt nó trễ, phải đứng ngoài cả tiếng đồng hồ với dân không. Rồi đến trường học cũng vậy, nhiều nhiều lắm các bạn ơi. Thì đây là những kinh nghiệm thực tế thì, các bạn. Thì em nói cái tâm lý là như vậy đó. Rồi tâm lý là xa nhà. Lúc ở với cha mẹ đó, như các em trẻ trẻ thì ở với cha mẹ cảm thấy là mình muốn đi ra ngoài. Tới lúc mới đi ra ngoài thì bắt đầu bơ vơ, cô đơn. Không có ai gọi là hỗ trợ mình, không có ai gọi là thường xuyên nói chuyện với mình. Thì đó là một cái sốc rất là lớn. Từ cái chuyện là mình được bao bọc, bây giờ mình ra ngoài đó, và mình phải đối chọi với nào là ngôn ngữ này. IELTS 6 chấm chưa đủ, hôm nay em sẽ nói thêm một cái clip. Tức là người ta yêu cầu đó là tối thiểu là 6 chấm IELTS. Chứ là chỉ là tối thiểu để có thể theo được. Còn ngoài ra văn hóa giao tiếp nữa nó nhiều gì. Tới lúc đây ra sang đây thì 6 chấm đó đôi khi nó không là cái gì. Tại vì có những em đi vào siêu thị vẫn không biết hỏi như thế nào. Đi hấp tóc cũng không biết làm sao. Tại vì nó có những cái gọi là những cái từ ngữ chuyên môn của người ta, phải không? Đó. Thì như vậy là có tiền, rồi có ngôn ngữ, rồi phải tâm lý vững. Có nghĩa là mình phải chuẩn bị những gì gọi là cái cách tốt nhất á, là chuẩn bị cho những cái gì tệ hại nhất có thể xảy ra. Đó, có thể xảy ra. Thì khi đó khi mình vào mình mới thích nghi được, mình mới chịu đựng được. Ví dụ mùa đông thì lạnh thì nhớ nhà ra làm sao, mình phải biết được trước đó. Để mà khi mình nó ập tới với mình có sự chuẩn bị trước. Hay là mình bị thất lạc xe buýt thì mình phải làm sao, mình phải biết trước từ khi còn ở Việt Nam cơ, để mình khi nó thực tế nó xảy ra với mình biết cách mình xử lý. Ngoài ba cái đó ra mình còn cái gì nữa không? Còn chắc cũng nhiều nhưng mà nó mình tạm thời mình em tóm tắt ba chữ. Có nghĩa là cần tiền là chi phí. Thứ hai là cần phải có tiếng, và là tiếng là ngôn ngữ là tiếng Anh, và cái thứ ba là cần có tâm. Tâm là tâm lý. Rồi. Như vậy là tiền, tiếng và tâm. Ok. Ba cái này là cái quan trọng. Các bạn ơi, cảm ơn em rất là nhiều. Các bạn nên nhớ, và kể cả những phụ huynh nữa, chuẩn bị cho con cái mình trước khi đi du học, nhớ ba điểm mà anh Tôn Thức Bài vừa nói: tiền, tiếng và tâm. Tức là mình phải có tiền mới học được. Tiếng là ngôn ngữ, và tâm là chuẩn bị tâm lý như thế nào. Thì ba cái vấn đề này không có thì mình nên dành ra những cái video riêng được không em? Được. Sắp tới mình tách ra riêng những video. Thì bây giờ mình tạm thời mình ngưng cái video này đi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhật ký du học. Thì hy vọng là những video kế tiếp sẽ có nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Một ngày một ít nhưng mà tích thiểu thành đa, để các bạn, các anh chị em, các cháu, các con có sự chuẩn bị thật tốt trước khi đi du học Canada. Xin chào và hẹn gặp lại.